thuận tiện, hạ tầng hiện đại, kinh tế phát triển. Phú Mỹ hội tụ đầy đủ tất cả những yếu tố để vươn mình phát triển trở thành thành phố công nghiệp cảng biển lớn nhất khu vực miền Nam. Phú Mỹ sở hữu cảng quốc tế Cái Mép Thị Vải, là cảng nước sâu lớn nhất tại Việt Nam, thuộc top 19 cảng lớn nhất trên thế giới. Hệ thống cảng nằm trên tuyến đường hàng hải quốc tế từ Hồng Kông tới Singapore. Lợi thế cảng nước sâu nơi đây có khả năng tiếp nhận những con tàu với trọng tải cực lớn. Hàng hóa sẽ được vận chuyển trực tiếp đến các nước Á, Âu, Mỹ mà không cần phải đi qua bất kỳ những quốc gia trung gian nào. Đặc biệt, Phú Mỹ được kết nối trực tiếp với sân bay quốc tế Long Thành, là một trong top 16 dự án được mong chờ nhất trên thế giới, có ý nghĩa vô cùng quan trọng, to lớn với sự phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước. Được khởi công xây dựng từ tháng 1 năm 2021 và dự kiến hoàn thành vào năm 2025 với tổng số vốn đầu tư lên đến gần 23.000 tỷ đồng. Nơi đây sẽ đón nhận hàng triệu lượt khách du lịch quốc tế trong tương lai, đánh dấu sự phát triển và tiềm năng vượt trội của Phú Mỹ. Ngoài ra, sân bay Lộc An, Hồ Tràm, sân bay Gò Găng, Vũng Tàu cũng đã có kế hoạch xây dựng. Hứa hẹn Phú Mỹ sẽ trở thành một vùng đất đầy tiềm năng trên mọi lĩnh vực. Hơn thế nữa, chính phủ cũng đang triển khai xây dựng những tuyến đường cao tốc trọng điểm như cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây sẽ được mở rộng từ 8 đến 10 làn đường. Cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu giúp chỉ cần có 5 đến 7 phút để di chuyển đến sân bay quốc tế Long Thành, giải quyết được tình trạng kẹt xe quốc lộ 51, sẽ được khởi công vào cuối năm 2021. Cao tốc Bến Lức Long Thành năm 2022 sẽ được chính thức đi vào hoạt động, dễ dàng kết nối giữa các tỉnh miền Tây đến với Phú Mỹ. Cầu Phước An. Cầu Phước An sẽ được chính thức khởi công, kết nối Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh một cách thuận lợi. Bên cạnh đó, Phú Mỹ còn tập trung những cụm khu công nghiệp hàng đầu tại khu vực miền Nam. Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, khu công nghiệp Phú Mỹ 2, cụm khu công nghiệp Phú Mỹ 3, khu công nghiệp Sonadeji Châu Đức. Nhờ vào sự phát triển của cảng quốc tế Cái Mép Thị Vải, thu hút rất nhiều những nhà đầu tư đã chuyển giao nhà xưởng, nhân công về những khu công nghiệp tại Phú Mỹ để có thể dễ dàng xuất khẩu hàng hóa sang nước ngoài. Bằng chứng cụ thể là trong năm vừa qua, hơn 30% khối lượng hàng hóa toàn miền Nam đã đổ về Phú Mỹ để xuất khẩu. Và trong thời gian sắp tới, mục tiêu sẽ là từ 50 đến 70% tổng khối lượng hàng hóa toàn miền Nam. Với những ưu điểm vượt trội về hạ tầng hiện đại, giao thông thuận lợi, kinh tế phát triển, khu dân cư quốc lộ 51 là một kênh đầu tư bất động sản lý tưởng. Tọa lạc ngay tại cung đường huyết mạch quốc lộ 51, chỉ cách trung tâm Bà Rịa 5 km, và chỉ mất 2 km để đến cảng quốc tế Cái Mép Thị Vải. Song song đó, thuận lợi di chuyển đến thành phố biển Vũng Tàu trong vòng 30 phút, chỉ cần 5 phút để đến đảo du lịch Long Sơn. Khu dân cư quốc lộ 51 là trung tâm kết nối dễ dàng đến những địa điểm du lịch, cơ quan hành chính, trung tâm logistics trọng điểm của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Với mã nền QL3, diện tích thực tế là 213m², đơn giá trước chiết khấu là 10,5 triệu, sau chiết khấu chỉ còn lại 10 triệu. Mã nền QL09 với mức giá trước chiết khấu là 11,5 triệu, sau chiết khấu chỉ còn lại 11 triệu, tổng diện tích là 204,2. Với mã nền QL12, tổng diện tích là 201,7m², mức giá trước chiết khấu là 10,7 triệu,
sau chiết khấu chỉ còn lại 10.3 triệu. Mã nền QL12A, tổng diện tích 201,1 m², giá trước chiết khấu là 10.7 triệu, sau chiết khấu chỉ còn 10.3 triệu. Với mã nền QL12B, tổng diện tích là 200,3 m², mức giá trước chiết khấu là 10.7 triệu và sau chiết khấu chỉ còn lại 10.3 triệu. Mã nền QL15, tổng diện tích là 200,1 m², với mức giá trước chiết khấu là 10.7 triệu, sau chiết khấu chỉ còn lại 10.3 triệu. Mã nền QL16 với tổng diện tích là 199 m², mức giá trước chiết khấu là 10.7 triệu, sau chiết khấu chỉ còn lại 10.3 triệu. Mã nền QL17 với tổng diện tích là 198,3 m², với mức giá trước chiết khấu là 10.7 triệu, sau chiết khấu chỉ còn lại 10.3 triệu. Với mã nền QL18, mức giá trước chiết khấu là 10.7 triệu, sau chiết khấu chỉ còn lại 10.3 triệu, tổng diện tích là 197,6 m². Quý khách hàng có thể sử dụng để chia làm 3 phần với 3 công năng khác nhau: phần trước để xây dựng kinh doanh, chính giữa để ở, và cuối cùng sẽ là dãy nhà trọ cho thuê. Mã nền QL19, tổng diện tích là 197 m², với mức giá trước chiết khấu là 10.7 triệu, sau chiết khấu chỉ còn lại 10.3 triệu. Mã nền QL20, với mức giá trước chiết khấu là 10.7 triệu, sau chiết khấu chỉ còn lại 10.3 triệu, với tổng diện tích là 196,1 m². Cùng với đó, QL21 cũng với diện tích là 196,1 m², mức giá trước chiết khấu là 10.7 triệu, sau chiết khấu chỉ còn lại 10.3 triệu. QL22, tổng diện tích 195,1 m², mức giá trước chiết khấu là 10.8 triệu và sau chiết khấu chỉ còn lại khoảng 10.4 triệu. Mã nền QL23, với tổng diện tích là 194,3 m², mức giá trước chiết khấu là 10.8 triệu, sau chiết khấu chỉ còn lại 10.4 triệu. Quý vị cũng có thể tích hợp cả 3 công năng: để kinh doanh, ở và cho thuê. Mã nền QL24, với mức giá trước chiết khấu là 10.8 triệu, sau chiết khấu chỉ còn lại 10.4 triệu. Tổng diện tích dành cho QL24 là 193,7 m². Mã nền QL25, với tổng diện tích là 193 m², mức giá trước chiết khấu là 10.8 triệu, sau chiết khấu chỉ còn lại 10.4 triệu. Đặc biệt, QL26 với tổng diện tích là 192,4 m², mức giá trước chiết khấu là 10.8 triệu, sau chiết khấu chỉ còn lại 10.4 triệu. Với mã nền QL27, tổng diện tích 202,1 m², mức giá trước chiết khấu là 10.7 triệu và sau chiết khấu chỉ còn lại 10.2 triệu. Với mã nền QL28, tổng diện tích 203,8 m², với mức giá trước chiết khấu là 10.6 triệu, sau chiết khấu chỉ còn lại 10.2 triệu. Với mã nền QL29, với tổng diện tích là 203,9 m², mức giá trước chiết khấu là 10.6 triệu, sau chiết khấu chỉ còn lại 10.2 triệu. Tất cả 29 nền đều cách mặt tiền đường quốc lộ 51 chỉ 30 m. Mỗi nền đều có diện tích chiều ngang là 5 m. Khu dân cư quốc lộ 51 tự hào sở hữu 29 siêu phẩm mặt tiền đường nhựa hiện hữu cận kề quốc lộ 51, đã có sổ riêng của từng nền, xem tên công chứng ngay trong ngày. Diện tích đa dạng từ 170 m² cho đến hơn 200 m². Với mức giá cực kỳ ấn tượng, cạnh tranh nhất tại thị trường Phú Mỹ, khách hàng sẽ dễ dàng đầu tư, kinh doanh và an cư lạc nghiệp. Khu dân cư quốc lộ 51 còn liên kề với trung tâm hành chính như Ủy ban Nhân dân xã Tân Hải, những cơ sở giáo dục, trường trung học phổ thông Trần Hưng Đạo, trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong, trường trung học Chu Hải, chợ Tân Hòa
và chỉ từ 5 đến 10 phút để đến các cụm khu công nghiệp trọng điểm. Để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho cư dân, khu dân cư quốc lộ 51 rất gần với trung tâm mua sắm, thế giới di động, bách hóa xanh, các phòng giao dịch ngân hàng, sở hữu những giá trị vàng. Khu dân cư quốc lộ 51 xứng đáng trở thành một kênh đầu tư bất động sản uy tín, an toàn, đầy tiềm năng tăng giá dành cho các nhà đầu tư thông thái. Khu dân cư quốc lộ 51, đất nền thương mại cảng biển.